Này hai con Phí Đình Tùng và Nguyễn Hồng. Thầy rất muốn các con trong giây phút thiêng liêng này, các con khắc ghi công ơn của cha mẹ. Không bao giờ mình sống làm điều gì cho cha mẹ phải buồn, phải khổ, phải hổ thẹn vì mình. Hai con nhớ chưa? Nhớ. Bây giờ thầy sẽ tuyên hiếu ngôn để các con được đảnh lễ cha mẹ. Các con sẽ lễ xuống thật lâu, thật sâu lắng và dâng hết tất cả tâm thành kính thương yêu cha mẹ để tạ ơn cha mẹ. Thầy đánh tiếng chuông thứ nhất thì các con sẽ lễ xuống, và đánh tiếp tiếng chuông thứ hai các con mới ngẩng lên nhé. Và các con lắng nghe mỗi lời hiếu ngôn để các con khắc sâu vào tâm trí mình, nguyện trọn đời là người con hiếu thảo. Dù đi đâu, dù cha mẹ thế nào, mình cũng vẫn là người con hiếu thảo. Bây giờ các con sẽ lần lượt nghe lời hiếu ngôn để các con đảnh lễ tạ ơn cha mẹ. Tiên tổ tiếp nối tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, hai con nay tri thành đảnh lễ tạ ơn cha mẹ. Lễ thứ nhất, xin cha mẹ nhận cho chúng con một lễ này. Con tạ ơn cha đã cho con mầm sống hình hài. Tạ ơn mẹ 9 tháng mang thai nhọc nhằn khó khổ. Chúng con xin chí thành đảnh lễ.